Không làm người bình thường mà nhốt tại dưới tù tiền. Tập số 10. Cũng không báo đệ tử tông bảo, ta gọi nửa ngày mà cũng không thấy ai trả lời nên đã tự vào luôn. Không làm phiền các vị chứ? Ai do ta sư tỷ à? Sao tỷ lại bị trói như thế này vậy? Lật Hoàng bỗng nhiên ghé thầm, chắc là có việc gì nhỉ? Lý công tử nhờ ta đến nửa chút đồ cho thánh nữ cô quý cùng. Đó là dẹp đi, đỡ người ngồi nhìn thấy cái bộ dạng này con rất có thể thống gì nữa. Cung chủ bớ hoàng, việc lớn nhỏ trong cùng đều giao cho người phụ trách. Không ngờ hôm nay ngươi lại trở nên buông thả như vậy. Trước khi sư tôn bớ hoàng đã giao lâm đạo cùng cho ta, tất nhiên là phải do ta nói thì mới tính. Mấy vị, nếu mấy vị đừng làm cái ý kiến khác, vậy cũng phải khiến cho Mạng Vân phục mới được. Mạng Vân người có ý gì? Mạng Vân mời các vị trường lão gì bảo người muốn giao đấu với ta? Ta muốn mời năm vị trường lão lên cùng một lúc. Mạng Vân à, năm người bọn ta tu luyện năm loại cầm âm khác nhau, người có biết đây có nghĩa là gì không? Nghĩa là năm loại đạo không giống nhau. Nếu như bọn ta hợp lực, công chủ đến đây thì cũng chưa chắc có thể để nói 10 chiêu của bọn ta. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Không phải cái vị trường lão là muốn biết trong núi đó rốt cuộc là sao? Sư tôn có lệnh, Mạng Vân không thì nội thẳng, nên dùng khúc phổ này mới có được đây, nói cho các vị trường lão biết thôi. Phù hòa, sức mạnh của tầng tỷ tỷ cũng không sánh bằng một vị trường lão, vậy mà bây giờ lại muốn cùng một lúc đấu với năm người. Khúc phổ của Lý công tử cho vậy mà lại... Khúc phổ của Lý công tử nguồn gốc cũng là tiền khúc đó. Con còn nhớ mà cái chữ mà Lý công tử đã viết trên viên viên cho viên viên không? Bớt tư pháp hiện ra tiên nhân. Khúc phổ này chắc chắn cũng có trò này. Mạng Vân, cô số tài này cứ coi như là mấy vị tiền bối chỉ bảo cho người. Người yên tâm đi, ta xin lưu ý không làm người bị thương. Nhưng sau khi kết thúc, nếu như người thua thì phải giao lâm đạo tiền cùng cho ta quản, không được lắm lời nữa. Được, người muốn đưa ra yêu cầu gì không? Mạng Vân cũng không cần đưa ra bất cứ yêu cầu nào. Sau khi mấy vị trưởng lão mơ màng cơ duyên này thì chắc chắn sẽ phục tôi. Ngón cuồng xem ngũ cầm đạo hỏa, vốn dĩ muốn thủ hạ lưu tình một chút, người lại không có ai ra gì ngông cuồng ngạo mạn như vậy. Xem ra là con dây dấu cho người tử tế rồi. Khúc này chịu quần à, chúng ta cũng đánh không? Đánh? Con đánh thế nào nữa? Đức có chỉ đàn rồi. Chúng ta đã thua rồi. Thắng rồi. Tân tỷ tỷ vậy mà lại hài gục năm vị trường lão trồng chớp nhoáng. Không hổ ở khúc phổ của Lý công tử lời hài quá. Cha thấy thế nào? Cha ơi, cha. Hả? Cha khóc cái gì vậy chứ? Viền viền thì có bức thư pháp, lâm đạo tiên cung lại có khúc phổ, lần vườn tiền cả cũng bất giác có quan hệ tốt với Lý công tử rồi. Chỉ có chúng ta thì không có gì cả. Cha phải cố gắng thơm vì cao nhân mà đánh đổi tất cả mới được.
Mà vâng, đây là sao đột phá Nguyên Anh hậu kỳ rồi. Wow, tân tỷ tỷ. Ai thực thực sự khó quá, đàn không có hay. Qua nhiều, ta không thích đàn được chiến trong khúc của Lý công tử, hay là tôi quỳ quá thấp ta? À, cái vị trường lão là cái gì vậy? À, thành nữ à, vừa đột phá xong, thân ta yếu ớt, mặc thơm y phục kéo lạnh nha. Hồi thành nữ uống trà uống trà. Thành nữ à, ta cháy tóc cho người. Ừ, cứ coi như là năm vị trường lão hiểu được bảo quý của cơ duyên này rồi. Không sai không sai, khúc phổ này được cào nhận trong ngọn núi đó tặng. Cào nhận cố tiên tháo tiên đại thần tiên phần phó như vậy, con phải lập tốt rồi nha. Khúc phổ này lại có thể khiến cho Lâm đạo tiền cường chúng ta quý hoàng bất diệt rồi. Điều đại tà gây thập viên bất cho thánh nữ lãng phí thời gian tốn thất nắng nợ. Bảo vệ cuộc sống vô ổn định của cào nhận là trách nhiệm và sứ mệnh của ta. Tiền tuyến bảo vệ cào nhận mùa an thủy diệu của Trân Nguyệt Triều. Hả, chuyện đó không thể đỡ đâu. Mọi ta lập tức xuất phát. Quá nhanh.